Giao lưu với anh em một gốc mai. Gốc mai thì có thể mình chơi cái tiểu cảnh là dáng đa làng, nó rất hay anh em. Một cái để chảy rất là đẹp. Đó, để chảy rất là đẹp luôn. Để rất là đều anh em. Đó, để chảy rất đẹp. Ở đây mình làm tiểu cảnh thì rất là ok anh em nha. Đó. Cây rất ok luôn nha. Rồi, cái này là báo giá cho anh em là 2.000k. Rồi, vô thông số luôn chị. Hoành 51, chiều cao luôn chị. 54. Chiều cao 54. Rồi bầu đế đo hết sát bên đây luôn chị. Đo chiều dài sát bên đây luôn cho chị. 62. Bầu đế 62, 65 luôn anh em, chứ không phải 62 đâu. Tại đo sát bên đây là 65 luôn á. Rồi quay vòng luôn chị. Cây chi chốt rất là nhỏ anh em nha. Chi chốt cực kỳ nhỏ luôn, sạch sẽ. Đó. Cây sạch sẽ. Chi chốt nhỏ. Đây quay xa cho anh em thấy. Đó. Ở này phối tiểu cảnh rất là đẹp anh em nha. Cái này vô một cái chậu hạt xài, hạt xài hay là chú chí nhật thì sẽ phối cảnh rất là đẹp. Cái này có cái rễ rất là dài, chảy. Rất ok, 2.000k. Cây bao sống anh em nha, bỏ số tiền ra khỏi sợ mất mát anh em nha. Anh em nào ghép thì cứ tầm 7 ngày đến 10 ngày cứ ịnh vô, ghép cho em, bao ghép. Đó. Đây, phần này cũng có rễ nè anh em nha, phần này cũng có đế nè. Đó, đế để cám này mình mong. Để cám mình mong luôn. Quá ok, cây quá tuyệt vời luôn. Rồi, giá mềm mại cho anh em 2.000k, bao sống anh em nha. Rồi, chân thành được cảm ơn anh em rất nhiều. Chốt, cứ điện thoại em, số điện thoại 0948 016 160 anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.